Thế phải nhà chủ nó cứ bơm đầy liên tục ấy. Tao cứ ở nhà tao nhìn thấy thì tao gọi cho những cứ kệ thì chứ đéo ở để ý. Đây nó chảy lên trần, nếu đấy đâu có tiếng gì đâu. Bắt đầu chuẩn bị đi tập thể dục, ăn đã trắng rồi mà đến lúc đi tập thể dục chán và vẫn thấy chảy vào nhà ấy mà. Tối ăn đi à? Đó này ạ. Người đấy. Xong thì chúng ta rình rình chỉ muốn chui lên giường. Rét ngại đó. Ngại. Hôm nay là còn đỡ giá ở đây. Ừ, nhiệt độ nó lại bắt đầu cao dần lên rồi đấy. Nhưng da mặt nó bắt đầu thấy ráp ráp rồi. Ra thì tôi phải bôi chất để áng 3 ngày hôm nay rồi, vừa lấy khi vũi ra da trắng tinh rồi. Tôi chưa bôi đâu nhưng mà thấy ráp ráp rồi. Anh hôm đầu tiên ra dính ngay rồi. Da bác khô hơn da em. Đây em cứ đi chợ ngoài đường. Đường nó bụi. Chỗ này vẫn không bị che được. Ừ. Này rồi, chú này lắng lên 11 giờ vẫn xoài đây rồi. Trường đặt cho anh xem cái hướng của nó hướng tây rồi đâu. Tây. Tây thì đứng quay về hướng của nó hướng tây. Chính tây. Chính tây đấy. Nếu mà đứng từ em này xuyên sang chù là nhìn thẳng bên kia là chính tây đấy. Cứ như bây giờ kiểu như là càng ngày càng dần dần là nó lặn nhẹ đằng húng này này. Yeah. Mặt trời mùa đông bao giờ nó cũng đưa nó xuống nặng ở hướng tây nam nhiều. Lên ở hướng đông đông bắc lên là nặng về phía tây nam.